Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng chủ nhật ngày 5 tây tháng 5. Ồ, hôm nay cũng là ngày nó gọi là Cinco de Mayo. Đố quý vị ngày đó là ngày gì? Ngày lễ độc lập của nước Mỹ đó quý vị, Cinco de Mayo. Rồi, ngày chủ nhật. Chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, nhanh, gọn lẹ và nổi bật trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất nó liên quan tới một cái thông tin cực buồn cho cái tiểu bang mà có thể nói là rầm rộ trên cái cộng đồng mạng, đó là tiểu bang California. Nước Mỹ có 50 tiểu bang nhưng mà California là một cái nơi mà có thể nói là nổi tiếng vì người Việt Nam ở đó đông đó quý vị. Và sau khi quý vị nghe cái thông tin này thì bà con sẽ bật ngửa và rất là buồn. Tại vì sao? Đây quý vị nghe kỹ đây. Vào ngày hôm qua lại thêm một cái thông tin cực buồn cho người Việt ở Mỹ, đặc biệt là ở tiểu bang California. Vì sao? Vì cuộc sống của quý vị ở đây sẽ không bao giờ có được cái thứ này. Đối với vị, thứ đó là thứ gì? Cái thứ này á là cái thứ mà number one của cuộc sống loài người chúng ta. Tất cả mọi người từ già trẻ bé lớn gì cũng đều cần phải có cái thứ này. Nhưng nếu ai đang định cư ở California, người ta mới vừa ra một cái kết quả là quý vị suốt cuộc đời sẽ không bao giờ có cái thứ này. Chút xíu nữa tôi lên sẽ bật mí cái thứ đó là thứ gì nhé. Quý vị chịu khó nhé. Ok. Nội dung thứ hai liên quan tới vào ngày hôm qua, sau khi Ukraine và NATO chuẩn bị lên kế hoạch để thục bánh xà rông cái cây cầu Crimea. Cái cây cầu này là sau khi năm 2014 chú Buri lấy cái bán đảo Crimea của Ukraine và chúng ta xây một cái cây cầu từ đất liền, từ Nga đó, chạy qua cái bán đảo này để chú tiếp tế lương thực, vũ khí này nọ kia đâu kể. Nếu bây giờ mà, và cái cầu này cũng là cái niềm hãnh diện của chú Buri đó quý vị. Nếu bây giờ mà Ukraine thục bánh xà rông cái cây cầu này thì chú Buri sẽ đứng lúc bên kia cái bán đảo Crimea, nó lúc bên này. Ok. Thì vào ngày hôm qua chú Nga chú tuyên bố một cái tuyên bố rùng rợn, nổi da gà và sợn tóc gái. Tóc gái nó nằm đâu vậy quý vị? Ở đây hay đây gì trời, á đồng đồ tóc gái nó chỗ nào đó, nhưng mà Tony Lê chỉ nghe thôi. Okay. Là như thế này, nếu mà cái cầu này mà bị thục bánh xà rông thì chú ta sẽ cho Ukraine và NATO nếm cái mùi đau khổ tột cùng. Trời ơi, gây cấn quá. Chắc chú sử dụng hạt nhân quá, tại vì chú lúc nào cũng tuyên bố bất kể một cái chuyện gì mà vào bán đảo Crimea hoặc là cái cầu thì chú sẽ sử dụng hạt nhân. Và đây, nội dung thứ ba đây liên quan tới người Việt Nam đây, quý vị nghe kỹ nha. Không riêng gì ở Mỹ đâu mà người Việt ở nước Việt Nam hoặc là khắp năm châu bốn biển luôn đây. Hiện tại bây giờ quý vị thấy đó, nền kinh tế cả cái quả địa cầu này nó đang sắp bất sang bang đúng không? Nhưng mà tại sao đồng đô la nó lên giá và vàng nó lên giá? Đó là cái cơn sốt vàng. Trong khi nền kinh tế nó đang đi xuống vực thẳm thì everybody đi mua vàng để mà dự trữ. Ok, cho nên cái khi mà một cái thứ gì đó mà everybody đổ xô đi mua và nó hiếm thì dĩ nhiên nó sẽ tăng giá. Đó là lý do tại sao trong suốt thời gian vừa qua bây giờ chúng ta không có cơ hội để sở hữu vàng đâu, tại vì nó rất là mắc. Nhưng đây, nhưng cũng có một số người ồ ạt đi mua vàng để dự trữ. Rốt cuộc sao? Hàng chục ngàn người đã bị mua nhầm vàng giả. Thành ra bây giờ cái thông tin này bà con cẩn thận nha, người Việt nào mà đi mua vàng, đặc biệt thì chắc vàng giả ở bên Mỹ này khó lắm, nhưng mà ở nước Việt Nam đó, ok, quý vị cẩn thận nha, hoặc là nước Trung Cộng nha. Đây chút xíu nữa Tony Lê sẽ chia sẻ. Rồi đó là những vấn đề sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ và đừng quên để lại một cái like. Bà con cô chú bác nào chưa nhấn nút đăng ký ủng hộ Tony Lê please nhấn nút đăng ký để quý vị sẽ có những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê mỗi ngày. Và bên cạnh đó thì giúp cái nhóm của Tony Lê đạt được cái mục tiêu là 300.000 subscriber mùa hè năm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Trong suốt 2 năm mấy vừa qua, cái cuộc chiến này nó đã bước chân vào cái năm thứ 3 rồi quý vị nhé. Và bây giờ nó không còn là cái cuộc quánh nhau giữa hai quốc gia là Nga và Ukraine nữa, mà là Nga và cả khối NATO, châu Âu, EU hay là cái gì đó, everybody. Okay. Tức là mình gọi nôm na là giữa cộng sản và dân chủ đó quý vị. Ok, đây đây. Thì trong suốt thời gian vừa qua, khối NATO, đồng minh của Mỹ, everybody, đối tác đã ủng hộ cho Ukraine rầm rộ trong suốt thời gian vừa qua để Ukraine giữ được cái lãnh thổ của mình. Chứ nếu mà chú Buri mà chiếm được Ukraine thì chúng ta có thể chiếm thêm những cái nước khác nữa vòng vòng châu Âu hoặc cả luôn khối châu Âu. Ok, đó là mục đích lý do tại sao
Mỹ đã dẫn đầu đồng minh của NATO để viện trợ cho Ukraine trong suốt 2 năm mấy vừa qua. Ok, hiện tại bây giờ thì sao? Các thành viên trong khối NATO đã bật đèn xanh cho Ukraine có thể quánh sâu vào lãnh thổ chú Buri, tại vì trong suốt mấy năm vừa qua Ukraine chỉ có chống đỡ né chịu đòn vậy. Ok, nhưng mà bây giờ Ukraine có quyền tự vệ là điều thứ nhất, né đỡ là điều thứ hai, và chống trả là điều thứ ba. Cho nên hiện tại bây giờ vào ngày hôm qua, sau khi NATO và đồng minh và everybody và cả luôn Ukraine lên kế hoạch để mà cho Ukraine thuộc banh xà đông cái cây cầu Crimea của chú Buri, đây là cái cây cầu niềm tự hào của chúng ta đó quý vị, nó được xây dựng sau khi năm 2014 chú Buri lấy được của Ukraine. Thì vào ngày hôm qua Nga tuyên bố như thế này là sẽ trả đũa tàn khốc nếu mà cái cây cầu này mà bị quánh, bị tấn công. Ok, theo những người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà này tên là Maria Zakharova, bà ta nói như thế này: bất kỳ cái cuộc tấn công nào của Ukraine do phương Tây hỗ trợ hậu thử nhằm vào cái cầu Crimea hoặc bán đảo Crimea sẽ gánh chịu một cái đòn trả thù cực sốc, tàn khốc, mạnh mẽ từ Moscow, ghê cấn vậy. Không biết là sẽ trả đũa như thế nào, nhưng mà ông này ông nói là ông làm đó quý vị nhé, chúng ta tại vì ổng cũng điên lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Thành ra bây giờ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đây quý vị ơi. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất, hy vọng là đừng có chiến tranh thế giới lần thứ ba nhé. Chúng ta đang giật lộn với cái chiến công manh áo rồi mà bây giờ chiến tranh thế giới lần thứ ba nữa, chịu sao nổi. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất, sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới cái chuyện cơn sốt vàng. Đây quý vị bà con nghe kỹ nhé, khi quý vị mua vàng, quý vị đi vào tiệm mua chưa chắc là vàng thiệt nữa, huống hồ gì quý vị mua online. Ok, và cái thông tin này cảnh báo cho bà con người Việt ở khắp năm châu bốn biển luôn, là đừng có mua vàng online. Quý vị có thể mua bất kỳ một cái thứ gì đó online, nhưng mà đừng có mua vàng, tại vì vàng quý vị phải đi vào trong tiệm nhìn ngó cắn rờ rẫm mò mẫm gì mới biết là vàng thiệt hay vàng giả. À đâu còn chưa chắc nữa, huống hồ gì quý vị mua online. Ok, cũng vì cái lòng tham là tại vì giá rẻ, online giá rẻ cho nên everybody đổ xô đi mua, cho nên hàng chục ngàn người tại nước Trung Cộng, trong đó có cả luôn người Việt Nam, người Trung Cộng nhân dân đã bị lừa mua vàng giả sau khi mua vàng online. Đây thì hiện tại bây giờ cái cơn sốt vàng nó đang rầm rộ, tại vì giá vàng nó tăng cao, everybody đổ xô tiền và mua vàng để dự trữ, tại vì kinh tế nó đang đi xuống, tự nhiên đụng cái vàng nó tăng cao. Alright, cho nên hiện tại bây giờ những người có tiền người ta mua vàng để dự trữ, tại vì người ta suy nghĩ là mua vàng là chắc là chắc ăn, sẽ không bao giờ bị lỗ, tại vì vàng chỉ có tăng chứ không bao giờ sụt đấy. Cho nên vào ngày hôm qua theo như chính phủ của nước Trung Cộng cho biết, hàng chục ngàn người Trung Cộng đã bị lừa mua vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc là vàng nhân tạo sau khi họ cố tình mua vàng online tại vì giá nó rẻ. Ok, cho nên đây là một cái thông tin bà con người Việt Nam ở khắp năm châu bốn biển, nếu mua vàng đừng mua online, đi thẳng vào tiệm vàng mua cho nó chắc ăn quý vị nhé. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, trở ngược lại đất nước Mỹ, cuộc sống người dân Mỹ. Đây thì nước Mỹ chúng ta có 50 tiểu bang, nhưng mà trong suốt cái thời gian dưới cái thời tổng thống Mỹ Joe Biden thì cái tiểu bang California này nó lận đận lao đao bèo trôi bọt biển, và nó có rất là nhiều cái thông tin buồn và xấu và này nọ kia. Ví dụ homeless đứng đầu đất nước Mỹ, homeless là gì, là vô gia cư đó quý vị. Right. Rồi di dân lậu đứng đầu đất nước Mỹ, trộm cắp thì trang lan đại hải đứng đầu đất nước Mỹ, thuế má tăng cao đứng đầu đất nước Mỹ, nhà cửa mắc mỏ, bây giờ người dân không có cơ hội cầm cái chìa khóa nhà là gì, không, suốt cuộc đời đi làm cũng không biết cái chìa khóa nhà là gì, đứng đầu đất nước Mỹ. Bây giờ tới thêm một chuyện nữa đây, đó là người dân ở đây sẽ không bao giờ có được cái thứ này sau khi chuẩn bị lìa khỏi đời, đó là để giành được tiền. Đây, vào ngày hôm qua tại thành phố Sacramento, tiểu bang California, đây là cái thủ phủ của tiểu bang California đấy. Theo như cái tờ báo Fox Advisor công bố, đây là một tờ báo rất là nổi tiếng trên đất nước Mỹ. sau khi người ta khảo sát 50 tiểu bang, thì bây giờ người ta mới có cái kết quả, đó là tiểu bang California, người dân ở đây suốt cuộc đời khó để giành được tiền nhất trong cái đất nước Mỹ này. Đây tôi này xin giải thích, ví dụ quý vị ở 50 tiểu bang đúng không, mà nếu quý vị ở tiểu bang California thì suốt cuộc đời quý vị đi làm sẽ không bao giờ để dành được tiền cho đến lúc ngụm củ tỏi,
Còn ví dụ quý vị ở những cái tiểu bang khác thì quý vị có cơ hội ta làm hàm nhai là điều thứ nhất, nhưng quý vị còn dư giả được một chút xíu, cuối đời quý vị còn dư được một cục tiền trước khi chúng ta ngẫm củ thổi đó đó đó, là như vậy. Cho nên vào ngày hôm qua, Cali có chỉ số chi phí sinh sống cao thứ tư trên cái đất nước Mỹ này. Ok, dựa trên dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Kinh tế, right, thì ngoài cái chi phí nhà cửa mắc mỏ, người dân Cali còn khó khăn trả những khoản chi phí hàng ngày, ví dụ như là vật giá, xăng cộ và thuế má. Theo khảo sát của cơ quan thống kê dân số cho biết thì hiện tại bây giờ người dân ở California là khó để dành tiền, tại vì mỗi ngày tiền còn không đủ trang trải nữa, huống hồ gì mà để dành. Thành ra California là một cái nơi mà người dân khó để dành tiền nhất trên cái đất nước Mỹ này. Cho dù quý vị làm từ trẻ cho đến sồn sồn cho đến già đi nữa, cuối đời rồi quý vị cũng chẳng có tiền gì đâu. Đó, đó là cái kết quả của cái tờ báo Forbes Advisor công bố vào ngày hôm qua. Thì đây cũng là một cái thông tin cực buồn cho người Việt ở bên đó, tại vì đây là một cái nơi nhiều người Việt sinh sống. Quý vị biết rồi, chúng ta sinh ra đời 18 tuổi đời vất vả gian nan đi vào cuộc đời để làm, để mà tiếp tục cuộc sống mưu sinh, okay? Thì dĩ nhiên ai cũng vậy, cuối đời thì người ta muốn dư một chút xíu tiền để mà còn có tiền mua thuốc, mua than để mà uống chờ ngày qua đời. Nhưng mà nếu mà ở đây á, mà tới cuối đời mà không có tiền thì chắc là homeless thôi quý vị ơi. Bên Mỹ này mà không có tiền thì chỉ có homeless thôi quý vị nhé. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày Chủ nhật, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ. Tôi được cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này nha. Đừng quên để lại một cái like và một cái bình luận. Have a good day. Thank you.